Thông báo của Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuật. Tòa Giám mục Ban Mê Thuật 104 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Thông báo thánh lễ làm phép dầu của Giáo phận Ban Mê Thuật tại Giáo xứ Đồng Xoài năm 2024. Trọng kính cha Tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em thuộc Giáo phận Ban Mê Thuật. Như đã được thông báo trong lịch phụng vụ 2023-2024, theo chương trình của Đức Cha Giám quản Giáo phận, thánh lễ làm phép dầu năm nay sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Đồng Xoài thuộc Giáo hạt Đồng Xoài vào lúc 9 giờ thứ hai tuần thánh ngày 25 tháng 3 năm 2024. Vậy văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột xin thông báo đến quý cha và quý vị để sắp xếp thời gian đến tham dự thánh lễ cùng Đức Cha và linh mục đoàn Giáo phận. Xin cầu chúc cha Tổng, quý cha và quý vị được bình an, sức khỏe và tràn đầy ơn Thánh Chúa. Tòa Giám mục Ban Mê Thuột ngày 2 tháng 3 năm 2024, con linh mục Giuse Nguyễn Quang Diệu, văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.